Trận đấu Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai trong khuôn khổ vòng 17 V-League 2022 diễn ra lúc 18 giờ chiều nay ngày 30 tháng 9. Câu lạc bộ Hải Phòng có cuộc tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trên sân lạch Tray trong khuôn khổ vòng 17 V-League 2022 lúc 18 giờ tối nay ngày 30 tháng 9. Trận đấu Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai được tường thuật trực tiếp trên kênh OnFootball. Linh cập nhật trong phần mô tả mời các bạn chú ý đón xem Hoàng Anh Gia Lai đang sa sút phong độ khi chỉ thắng một trong năm trận gần nhất tại V-League, đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng, kém ngôi đầu 10 điểm. Trong khi đó, Hải Phòng thắng 4, hòa một trong năm trận gần nhất, đứng hạng 3. Thay trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sở hữu hàng công mạnh nhất V-League với 24 bàn ghi được từ đầu giải. Ở trận lượt đi, Hải Phòng đánh bại Hoàng Anh Gia Lai trên sân Pleiku với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, lần gần nhất hai đội so tài ở Lạch Tray, Hoàng Anh Gia Lai lại thắng 2, 0 Hình ảnh thực dụng và hiệu quả của Hoàng Anh Gia Lai đang mất dần, từ sau nút thắt là trận thua 1, 2 trên sân hàng đẩy của Hà Nội Fan Club. Đội bóng phố núi không chỉ cùng trong tấn công, không ghi quá một bàn trong 6 trận gần nhất, mà còn phòng ngự kém hiệu quả khi không lần nào giữ sạch lưới trong 5 trận vừa qua. Ở chiều ngược lại, Hải Phòng đang bay cao trên bảng xếp hạng với 27 điểm. Còn nguyên cơ hội đua vô địch khi chỉ kém đội đầu bảng Hà Nội Fan Club 4 điểm. So với thời điểm hạ Hoàng Anh Gia Lai, Hải Phòng hiện tại thậm chí còn hoàn thiện hơn với lối chơi đã vào khuôn, bên cạnh phong độ ổn định của Dream Mario Gordon, Hải Huy hay Việt Hưng. Tinh thần đang lên cùng sức nóng từ chảo lửa Lạch Tray sẽ tiếp thêm tự tin cho Hải Phòng ở trận đấu lúc 18 giờ tối nay ngày 30 tháng 9. Đội bóng đất Cảng sẽ lấy trọn 3 điểm để tiếp tục cuộc đua vô địch. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ New. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.